Chào các bạn, quay trở lại với kênh Sáng Chế Hay. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đến thăm xưởng cơ khí của một anh bạn. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy xưởng cơ khí của anh có khá nhiều các loại máy móc. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một chiếc máy tiện của hãng Hanja của Nhật. Đây là tên của cái hãng máy tiện. Và bên trong này thì nó cũng có một số những cái thiết bị và một số những cái công cụ để anh chế tác các loại máy móc. Chúng ta có thể đi xem qua về một số những máy móc. Đây là chiếc máy mà anh vừa mới chế xong. Đây là chiếc máy ép vỏ lon. Đây cái thùng để bỏ vỏ lon vào. Và cái máy này thì anh đang chưa lắp motor. Đây là cái phần cái đai để lắp motor vào. Và đây là cái con lu để nó sẽ ép vỏ lon và sẽ bỏ vỏ lon lên trên này. Rồi, cái máy này thì ít hôm nữa thì anh lắp motor thì mình sẽ review cho các bạn cùng xem. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi đến một số những cái thiết bị mà anh đã sáng chế. Và đây các bạn có thể nhìn thấy đây là chiếc quạt nước, chiếc quạt hơi nước mà anh đã tự chế và nhìn nó cũng khá là hay. Và cái quạt này thì anh chế nó để sử dụng trong khu nhà xưởng của anh nên cái công suất của nó rất là khỏe. Và nó về hình thức thì nó cũng chưa phải là đẹp lắm, nhưng như vậy cũng là khá là ổn rồi đối với một chiếc quạt hơi nước. Và quan trọng nhất là về công suất của nó thì khá là mát và độ bền khá là cao. Thứ nhất là trong này thì cái motor là anh sử dụng chiếc motor của máy điều hòa, quạt làm mát của máy điều hòa, của cục nóng điều hòa đấy. Đây mình quay cho các bạn nhìn rõ hơn. Tiếp theo là đến phần bên dưới thì phần máy bơm nước thì anh sử dụng một chiếc máy bơm nước của bể cá đặt bên dưới này. Và cái thùng để đựng nước thì anh chế từ một cái thùng xốp và anh hàn khung sắt. Đấy, và các bạn có thể nhìn qua về chiếc quạt hơi nước rất là độc lạ của anh. Và chiếc quạt này thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn cùng xem. Ở đây thì anh có lắp một cái chiếc áp của điều hòa. Cái chiếc áp này là của quạt trần. Và các bạn có thể thấy là tốc độ gió khá là mạnh. Và chiếc quạt này thì anh sử dụng ở khu vực nhà xưởng để nó làm mát cái không khí trong nhà xưởng. Vì ở phía trên nhà xưởng là mái tôn thì nó rất là nóng. Đây các bạn có thể nhìn thấy nước đang được bơm lên và nó đang rớt xuống ở các cái tấm màng để ta tạo hơi nước. Cái phía này thì các bạn nhìn thấy đây, các cái thành này thì anh đã làm từ ống nhựa PVC được cắt ra để tạo thành bốn góc thì nó che cái phần khung sắt của chiếc quạt hơi nước này. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái chiếc áp của quạt trần ấy, anh sử dụng để làm cái phần bật cho quạt hơi nước này. Rồi, vậy thì đây là một trong những sáng chế rất hay của anh. Và cái quạt này thì anh đã sáng chế được khá là lâu rồi, trước khi quạt hơi nước ở thị trường thịnh hành thì anh đã chế chiếc quạt này. Ok, và đây là các thiết bị máy móc của anh. Đấy, và hiện tại thì anh đang vệ sinh chiếc máy tiện. Và phía bên ngoài này thì là một chiếc máy xẻ đá. Bạn có thể nhìn kỹ hơn một chút.
Rồi, vậy video hôm nay của mình làm đến đây để giới thiệu qua về cái xưởng cơ khí của anh. Và từ xưởng cơ khí này thì từ nay về sau là mình sẽ cùng anh review một số những cái bước làm một số các cái sản phẩm độc lạ, các cái máy móc và thiết bị mà anh Thành chế ra. Các bạn có thể đăng ký kênh để cùng theo dõi và ủng hộ kênh mình và anh Thành. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video sau. Thank you.